áo ra, mặc cái áo đấy trên mốt. Lại lấy à? Thank you.
Tuấn đâu với anh Đảng đâu thầy? Xuống lại xuống dưới à? Tắm trỏ lên rồi lại xuống. Thank you.
Chùa Khmer đây rồi cái nào
bằng xe đấy chứ, bằng nó làm cái xe. Ngọc ơi đi đây mẹ nào. Sắp tới chỗ nghỉ rồi. Mệt à? Đang đi tự nhiên lại lọt ra xuống dưới vậy. Vẫn Ngọc đang đi lại tụt bọn này. Che cái áo lên cho khỏi nắng con. Mệt rồi không muốn đi nữa rồi, đang bảo đi về. Đi chơi là phải vui vẻ. Chơi chỗ khác đi. Chơi chỗ khác. Đang bảo cho đi bixi đây.